Lý Hải bất ngờ đoạt giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất châu Á. Lý Hải cho biết anh cảm thấy vinh dự khi nhận được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất châu Á tại đêm trao giải Korean Culture and Global Entertainment Awards cho bộ phim Lật Mặt 2 mà anh đảm nhận vai trò đạo diễn. Tối ngày 30 tháng 11 tại Hàn Quốc, chàng ca sĩ Trọn Đời Bên Em đã xuất sắc vượt qua ứng cử viên nặng ký đến từ Thái Lan để vinh dự nhận giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất châu Á. Trong đêm trao giải Korean Culture and Global Entertainment Awards cho bộ phim Lật Mặt 2 mà anh đảm nhận vai trò đạo diễn. Xuất hiện trên thảm đỏ buổi lễ trao giải, nam ca sĩ tự tin sẽ bước bên cạnh người vợ xinh đẹp. Được biết, Minh Hà đã thu xếp công việc kinh doanh để tháp tùng cùng chồng sang Hàn Quốc. Trong bộ vest chỉnh chu cùng phong thái tự tin lịch sự, Lý Hải được đánh giá không hề thua kém các khách mời nổi tiếng khác tại xứ sở Kim Chi. Không chỉ thành công trong nước khi bộ phim Lật Mặt 2 khi thu về doanh thu hơn 50 tỷ đồng, sản phẩm điện ảnh này của Lý Hải còn được đơn vị tổ chức giải thưởng tại Hàn Quốc đánh giá cao với những pha hành động và nhiều tình huống hài trong phim. Kể từ khi thử sức với vai trò đạo diễn cho ba dự án điện ảnh gồm Bí Mật Lại Bị Mất, Lật Mặt 1 và Lật Mặt 2, thì đây là lần đầu tiên Lý Hải giành chiến thắng tại một giải thưởng quốc tế. Để có được chiến thắng ở hạng mục này, Lý Hải phải vượt qua những đối thủ nặng ký đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Philippines. Ngay thời điểm được xướng tên lên nhận giải thưởng danh giá này, Lý Hải đã vô cùng bất ngờ bởi đây là giải thưởng điện ảnh đầu tiên mà anh nhận được khi lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy. Trước đó vài ngày, Lý Hải cũng vinh dự nhận giải Web TV Asia Awards dành cho phim Lật Mặt 1 ở hạng mục phim điện ảnh mạng phổ biến nhất năm 2016. Đồng hành cùng chuyến đi này với vợ chồng ca sĩ Lý Hải còn có sự góp mặt của Miu và DJ Trang Moon. Hiện tại, Lý Hải Minh Hà còn nán lại Hàn Quốc vài ngày để tham dự một sự kiện liên hoan phim được tổ chức tại Seoul. Ngoài ra, anh còn có các buổi phỏng vấn với các cơ quan truyền thông tại Hàn Quốc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!